Chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ một cái Twitter account tên là Ali Charles các bạn Thì Ali đã chia sẻ đó là có một hiện tượng cực kỳ thú vị Đó chính là đây là lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục đó Chúng ta đã thấy là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nó nhanh hơn cả cái số lượng nạp vào đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thấy cái vấn đề này xảy ra Và ngay bây giờ đây các bạn thấy được là trong thị trường crypto đó Nói chung các bạn cũng đã có thể nhìn xung quanh thấy là những người ở lại Là những người một là ở thị trường này nhiều năm rồi Cho nên không lý do gì họ rời bỏ khi mà những thời điểm à, buồn chán hơn, tệ hại hơn Như năm 2018 họ chưa rời bỏ giống như bản thân của Thuận Thì bây giờ à, không gì gọi là quá bất ngờ hết các bạn Thì cái đó không nói đi Phần còn lại đó là có thể nhiều bạn có lòng tin vững chắc hơn cho dù tham gia chỉ cách đây uh, 2 3 năm nhưng mà cũng có một tin vững chắc cho nên vẫn tiếp tục ở lại. Thì nói tóm lại ra thị trường bây giờ có nhiều người gọi là long term holder những người mà đầu tư dài hạn hiện tại. Nhưng mà chúng ta đã thấy một hiện tượng đó là cái số lượng Bitcoin rút ra nhanh hơn là nạp vào liên tục 3 tháng. Thì cũng có nhiều lý do. Ali nói là cũng có thể là tại vì uh, có nhiều người đầu tư dài hạn cho nên họ lựa chọn là bây giờ uh, họ sẽ lưu trữ thay vì là họ trade hay sell. Tại vì bây giờ cái volume nó thấp. Thị trường cũng uh, khá là nhàm chán cho nên họ lựa chọn là họ sẽ mua xong rồi đem về ví của mình để mà lưu trữ, cũng có thể là họ lưu trữ tại vì họ không có tin tưởng những cái sàn giao dịch cũng như là bản thân của thuận các bạn, thuận thích tự lưu trữ hơn. Hay là ngay bây giờ cái giá nó không như mong muốn cho nên cũng không có nhiều người đem Bitcoin của mình lên trên sàn để mà bán Tại vì họ đã không bán trước đây, không có lý do gì họ bán bây giờ cho nên họ lựa chọn là không gửi lên trên sàn Cho nên chúng ta mới thấy được là cái số lượng gửi lên ít hơn nhiều so với cái số lượng rút ra trong vòng 3 tháng liên tục Hay là có nhiều người đó họ lo lắng về những cái động thái liên quan đến pháp lý của Hoa Kỳ Cho nên họ nghĩ là không nên đụng tới những sàn giao dịch bây giờ họ thà từ lưu trữ thì tốt hơn vì lý do pháp lý tất cả những lý do này đó đều hợp lý các bạn nhưng mà các bạn có nghĩ là lý do gì đi nữa đó sự thật là trên những sàn giao dịch đó, không còn nhiều Bitcoin như là các bạn nghĩ Như bạn sẽ nói là thường chia sẻ những thông tin này nhưng mà giá cũng không có tăng Thì điều mà thường muốn chia sẻ các bạn là, là chúng ta cần phải sâu chuỗi lại nhiều thông tin Để các bạn có thể có cái cách nhìn tổng quát hơn và xa hơn những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn trước đây đó liên quan tới cái mùa tăng trưởng kế tiếp những năm như là 2019, 2018 đó thì cũng cũng nhiều người nghĩ như vậy những gì Thuận chia sẻ liên quan đến những công ty phố Wall họ muốn tham gia vào những tổ chức đầu tư họ muốn lưu trữ bitcoin đó những cái đó nghe có vẻ như là quá xa vời nhưng mà các bạn đã thấy là từ từ nó đã hiện rõ hơn bây giờ cũng vậy các bạn bây giờ đã thuần chia sẻ những thông tin này ngay thời điểm này các bạn sẽ cảm thấy là nó không có gì gọi là đặc biệt tại vì giá cả cũng không phản ứng và thị trường nó cũng khá là nhàm chán hiện tại nhưng mà sự thật đó là cũng giống như là Bitcoin Spot ETF cũng như nhiều thứ sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa tất cả đều là nền móng cho một cái mùa tăng trưởng kế tiếp các bạn thấy được là khi mà chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là cung và cầu đó thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn bây giờ không còn nhiều một lúc nào đó đó chúng ta sẽ thấy được là có cái nguồn cầu tăng lên mà nguồn cung nó vẫn bị hạn chế như vậy sẽ dẫn đến giá cả tăng trưởng Nguồn cầu đó khi nào tới chúng ta đương nhiên không thể biết chắc chắn được Nhưng mà sẽ tới và khi mà ngày đó xảy ra đó giá cả sẽ có một cái sự tăng trưởng nhanh hơn các bạn nghĩ nhiều Chúng ta cũng đã từng chứng kiến những thời điểm mà giá Bitcoin tăng trưởng nhanh rồi Thì nhiều bạn sẽ nói là bây giờ chúng ta không có nhiều những Bitcoin trên sàn Nhưng mà khi mà giá tăng sẽ có nhiều hơn Thì nó sẽ cân bằng lại Nếu như mà các bạn tin tưởng về cái lý thuyết là thị trường sẽ mãi mãi cân bằng bên cung và cầu nhưng mà sự thật không phải là như vậy các bạn sự thật đó khi mà giá cả tăng lên nhiều người đó thậm chí là họ họ fomo họ không muốn bán và chúng ta lại cảm thấy được là cái nguồn cầu càng ngày càng tăng lên trên sàn dẫn đến giá tăng 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 mà người lưu trữ bitcoin đó họ nghĩ là giá còn tăng cho nên họ không có muốn đem bitcoin lên sàn để mà bán khiến cho giá tăng hơn nữa các bạn khi mà FOMO thực sự xảy ra rồi đó sẽ rất là khó kiểm soát và cũng ngược lại khi mà fear mọi người lo lắng đó thì các bạn thấy được giá nó sẽ xuống liên tục dẫn đến là càng xuống lại càng có nhiều người bán ngược lại khi mà giá càng lên lại càng có nhiều người mua đó là cái tâm lý của tất cả thị trường tài chính các bạn khi mà chúng ta đi vào những cái chu kỳ chứng khoán hay là chu kỳ bất động sản cho nên mới có những cái bong bóng xảy ra điều này đó là điều chúng ta đã thường thấy rồi kế đó nữa đó chúng ta thấy được là những thông tin như là liên quan tới bitcoin spot etf đi giả sử thôi tôi nghĩ là giả sử như là tuần sau chúng ta có thông tin là bitcoin spot etf được thông qua thì đương nhiên đó là một thông tin cực kỳ lớn đi ở hoa kỳ và chúng ta sẽ thấy được là giá của Bitcoin sẽ có phản ứng rất là tốt Nhưng mà sau đó, đó giá có thể là sẽ bị khẩn lại ở mức nào đó nó sẽ không có tăng như nhiều bạn nghĩ đâu Rồi sau đó giá thậm chí còn điều chỉnh xuống nữa khiến cho nhiều người đó sẽ cảm thấy là mất hứng Sự thật đó là khi mà được thông qua rồi đó là một cái nền móng các bạn Khi mà cái ngày được thông qua hay là trong tuần đó hay là trong vòng 2 tuần Không có nghĩa là tiền sẽ ào ạt đổ vào đâu chúng ta sẽ bắt đầu thấy là những công ty này đó Họ gây dựng cái quỹ đương nhiên sẽ có một số tiền bắt đầu đổ vào Nhưng mà điều quan trọng hơn đó họ cần thời gian để mà train nhân viên của họ làm sao để mà khuyến khích người ta đầu tư vào Bitcoin Spot ETF này làm sao để có thuyết phục những cái quỹ đầu tư lương hưu hay là những cái quỹ hưu trí hay là quỹ tương hỗ đó bắt đầu có Bitcoin Spot ETF trong cái danh mục đầu tư của họ điều này sẽ cần thời gian nhưng mà trước hết chúng ta cần phải có nền móng đó chính là một cái spot ETF được thông qua cũng giống như thường như chia sẻ các bạn liên quan đến cái số lượng bitcoin trên sàn cũng giống như chúng ta nói tới những thông tin liên quan tới hồng kông các bạn chúng ta đều biết là hồng kông đã hợp thức hóa trading crypto vào ngày 1 tháng 6 nhưng mà cũng như thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn chúng ta cần thời gian khi mà hợp thức hóa rồi đó có nghĩa là đó là ngày mà những sàn giao dịch có thể đăng ký để có thể hoạt động chứ không phải là sẽ hoạt động ngay lập tức đâu cho nên cái gì cũng vậy tất cả đều đã sẵn sàng cho một cái mùa tăng trưởng kế tiếp chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi và tất cả đều hướng về năm sau các bạn Bitcoin Haven và sau khi Bitcoin Haven rồi đó cũng giống như là như đợt trước đây các bạn sẽ không thấy được bất cứ một phản ứng giá nào ngay lập tức sau đó có thể là trước khi mà có ha bình giá sẽ tăng lên các bạn nhưng mà trước ngày ha bình có thể là sẽ có hiện tượng là sell the news sau khi mà ha bình rồi đó khoảng chừng là 6 tháng 8 tháng sau thì mới thật sự ngắm vào trong thị trường là cái số lượng bitcoin đào ra bị giảm đi phần nữa thì chúng ta mới đầu đã thấy giá có cái sự tăng trưởng Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ CZ của Binance các bạn Thì CZ đã đưa ra một cái nhận định Trong một cái Twitter Space X Space Thì CZ đã nói là trong cái mùa tăng trưởng kế tiếp đó, Thì hoàn toàn có khả năng là những cái sàn DeFi Những DeFi đã sẽ có nhiều volume hơn cả những cái sàn tập trung nữa à, Thì một phần cũng có thể là đúng các bạn Nếu như mà chúng ta nghĩ đến là pháp lý bây giờ đó Thì rất rõ ràng các bạn muốn trade nhiều altcoin Thì à, tôi nghĩ là nhiều sàn nó sẽ cảm thấy là họ cần phải cẩn thận khi mà list nhiều altcoin nhất là những sàn ở Hoa Kỳ Cộng với lại nhiều quốc gia bây giờ thuế đã rõ ràng hơn Và chúng ta cũng thấy là có nhiều cái luật bây giờ đã đòi hỏi là cần phải KYC và cần phải theo những cái luật như là travel rule Nghĩa là các bạn gửi tiền qua một cái địa chỉ ví Các bạn phải nói với sàn đó đó là địa chỉ ví của ai, của bạn hay là của người khác Để họ có thể tính toán các bạn thiếu thuế là bao nhiêu đi nhiên lúc nào họ cũng sẽ dùng những cái giống như là đây là những cái cách để mà chống lại rửa tiền nhưng mà sự thật đó, phần lớn là dùng để có thể kiểm tra thuế thì để tránh những cái đó, đó thì nghĩ là người ta sẽ sử dụng nhiều DeFi hơn cho nên việc CZ nghĩ là trong tương lai DeFi có thể là có volume nhiều hơn là những sàn tập trung thì điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra các bạn và có một cái thông tin cũng rất thú vị trên màn hình các bạn đó, đây chính là Miss El Salvador à, các bạn đã biết El Salvador là một trong những quốc gia mà ủng hộ Bitcoin và giờ Bitcoin đã trở thành tiền tệ hợp pháp El Salvador rồi thì chúng ta đã thấy là trong cái video clip ngắn này đó, chúng ta có Miss Miss Aruba và Miss Universe năm 2022 thì Miss El Salvador người các bạn nhìn trên màn hình đó, là người à, uh, mà đang thuyết phục hai người này tin tưởng Bitcoin để thân cho các bạn thấy à, uh, cái video clip ngắn này I'm orange peeling yeah. Miss, Universe, yeah. Miss Universe Miss Universe Aruba they're going to download wallet of Satoshi so you guys can send them yeah. some sets It's true. They're on mine. Yeah, Courtney put them on hers. Các bạn nghe cái từ orange peeling Orange peeling có nghĩa là uống thuốc màu cam các bạn Tại vì Bitcoin là màu cam thì thường Khi mà các bạn thuyết phục ai đó tin tưởng như Bitcoin đó thì gọi là orange peeling Và chúng ta đã thấy là họ đang tải cái ứng dụng đó chính là cái wallet of Satoshi Thì đây là một cái địa chỉ ví mà các bạn dùng để mà gửi thông qua mạng lưới Lightning Network còn một thông tin nữa cũng mang tính chất bullish à, liên quan đến crypto các bạn. Các bạn có biết là gì hay không? Đó chính là liên quan đến Jim Cramer. Các bạn hiểu là Jim Cramer đó đã lên trên đài truyền hình một lần nữa nói là không tin tưởng vào crypto, không tin tưởng vào Coinbase và mọi người nên tránh xa tại vì ông không tin vào bất cứ một đơn vị nào mà chống đối với SEC hết. Tại vì đối với Jim Cramer đó thì SEC đó có một cái nguồn tiền vô hạn cho nên có thể là kiện tụng mãi các bạn đã biết điều đó thực sự là không phải là đúng sự thật tại vì SEC dẫn phải lên quốc hội để mà xin thêm tiền kiên tùng rất là tốn kém các bạn nhưng mà nói chung đó, thì Jim Cramer Barris là một điều chúng ta rất là bullish các bạn và các bạn cũng đừng quên cách đây 3 năm các bạn đầu tháng 9 năm 2020 khi mà giá Bitcoin đó đã giảm xuống dưới 10.000 đô thì lúc đó tạp chí Forbes đã nói với mọi người là tất cả đã kết thúc thôi nghĩ thôi có khả năng tạp chí Forbes sẽ kết thúc trước cả Bitcoin nữa. Đối với những gì đang xảy ra hiện tại các bạn, tạp chí Forbes à, cũng đã từng ca ngợi Elizabeth Holmes của Theranos, à, đã từng ca ngợi Sam bankman free của FTX các bạn. Nhưng mà thật ra đầu tư Bitcoin nói riêng đi, tại vì nếu như nói tới đầu tư dài hạn đó, thì bây giờ thuần vẫn tin tưởng nhiều nhất là Bitcoin. Điều này ai cũng biết rồi, thuần cũng sẽ chia sẻ danh một đầu tư thuần một lát nữa với các bạn. Nhưng mà đầu tư Bitcoin nói riêng đó gọi là một đồng mà an toàn nhất trong crypto hiện tại vốn hóa lớn nhất được nhiều người biết đến nhất và có nhiều sản phẩm nhất thì đầu tư bitcoin đối với nhiều người cũng không có phải là dễ đâu các bạn tại vì giá cả rất là dao động và nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy nhiều cái thông tin như là liên quan tới thông tin thường dự chia sẻ từ forbes đó là một ví dụ thôi có rất nhiều rất nhiều những thông tin khi mà tình hình tốt đó các bạn thấy là tất cả bài viết đều nói là bịt không là tương lai khi mà tình hình xấu đó thì tất cả điều nói là bịt không là bong bóng cho nên rất là khó để mà quản lý tâm lý khi mà các bạn đầu tư vào bịt đối với một người bình thường à, các bạn đã thấy là bịt có sự dao động rất là cao cao hơn cả chứng khoán gần đây thì không phải nhưng mà bình thường nên là cái sự dao động nó không hề nhỏ đâu các bạn nhất là chúng ta nói tới là dao động từ cái đỉnh xuống đáy và từ đáy lên đỉnh á, thì cực kỳ nhiều luôn khiến cho những bài nào mà không có vững tâm lý đó thì rất khó để mà đầu tư dài hạn được thì khi mà nhìn vào biểu đồ bitcoin dài hạn đó các bạn zoom ra thì các bạn có thấy là ồ oh, dễ quá chu kỳ vào 4 năm các bạn đầu tư vào năm 2015 các bạn có thể chúc lời năm 2017 lời rất là nhiều các bạn đầu tư năm 2019 các bạn chúc lời năm 2021 lời rất là nhiều các bạn có thể là đầu tư vào năm 2023 này rồi chúc lời năm 2025 thì đơn giản quá ai cũng có thể làm làm giàu được nhưng mà không phải được các bạn khi các bạn đầu tư đó các bạn zoom vào những thời điểm đó từ năm 15 tới năm 17 từ năm 19 đến 21 đó có là biết là bao nhiêu cái sự lên xuống giá trong khoảng thời gian đó khi mà các bạn zoom vào các bạn thấy được là cái sự lên xuống giá nó cao cỡ nào cho nên không có phải dễ như là các bạn nghĩ cho nên chúng ta cần phải có một cái lòng tin và cũng cần phải có một cái chiến lược để mà quản lý rủi ro mỗi người sẽ có một chiến lược khác nhau và chiến lược của thuận các bạn đều biết đó chính là trung bình giá và trong bài viết này đó không phải nói về chung bình giá nhưng mà thuận sẽ chia sẻ thêm Bài viết này nói là nếu như mà các bạn đầu tư 10.000 đô vào Bitcoin vào năm 2015 thì bây giờ các bạn đã có thể mua được cả một căn hộ ở New York Có nghĩa là 10.000 đô đó đó tính tới giá bây giờ nó Được nói tới là chúng ta tính theo cái giá đỉnh năm 2021 Tính tới giá hiện tại thì các bạn đã có thể mua được một căn hộ ở New York Đáng giá là gần 1 triệu 300 đô các bạn, 1 triệu 3 đô la từ 10.000 đô đầu tư năm 2015 và đây là cái bài viết được chia sẻ à, bởi Benzinga à, được chia sẻ vào ngày 1 tháng 9 các bạn nghĩa là cách đây chỉ có hai ngày mà thôi thì nhiều bạn sẽ nói là ok thường chia sẻ thông tin này nó cũng không có ý nghĩa gì hết tại vì chúng ta bây giờ là năm 2023 chứ không phải năm 2015 thì nếu như biết như vậy chúng ta đâu có thể nào mà trở về quá khứ đâu cho nên biết cũng như không Điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây đó là đúng là chúng ta đang ở năm 2023 Thì từ năm 2015 tới năm 2023 chúng ta có khoảng cách là 8 năm đi thì 8 năm nói nhiều không nhiều nhưng mà nói ít không ít đâu các bạn 8 năm là thời gian mà các bạn thấy được là không quá xa khi mà Thuần bắt đầu cái kênh này Mới đây thôi mà đã hơn 6 năm rồi các bạn 8 năm đó mà có thể thay đổi cả một cuộc đời của nhiều người thì không phải nhiều đâu Nhưng mà có thể giữ được 8 năm hay không là cả một vấn đề luôn các bạn Người đời các bạn phải thấy được là giá Bitcoin của mình đi từ cái mức rất thấp là khoảng chừng 200 đô năm 2015 Lên tới 20.000 đô năm 2017 không bán vẫn giữ mà các bạn lại thấy giá đi xuống còn 3.000 đô không bán vẫn giữ mà thấy giá lên tới sáu chín đô không bán vẫn giữ giữ tới mức này đó thì đương nhiên không phải là ai cũng có thể làm được và thùng cũng không khuyến khích các bạn lưu trữ một phần lớn như vậy mà lưu trữ hoài như vậy chúng ta cần phải có những chiến lược như là chốt lời thùng cũng đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều nhưng mà ý thùng nói đây đó là bốn năm 5 năm 6 năm sáu năm bảy năm thực sự không phải là con số nhiều đâu khi mà thuận bắt đầu cái kênh này đó rồi sau đó giá xuống năm 2018 nghìn đó Thường đã từng chia sẻ lòng tin cho Thuận với các bạn Và tới năm 2021 đó Chỉ 3 năm sau, 4 năm sau thôi Các bạn đã thấy được là giá cũng đã như ý muốn của nhiều bạn rồi Nhưng mà không còn bao nhiêu người theo dõi kênh Từ lúc đó hết các bạn Đó là điều cũng rất là đáng tiếc à, Tại vì không ai biết được tương lai Quan trọng là lòng tin mà thôi và mới đầu đó khi nghe nói là phải giữ ba bốn năm thì nhiều người rất là nản các bạn nhưng mà ba bốn năm nó trôi qua lẹ hơn là các bạn nghĩ à, và những chiến lược mà thường thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là những chiến lược như là trung bình giá trung bình giá như mức thấp các bạn có lời thì không nói rồi nhưng mà các bạn có biết là giả sử như các bạn là một người mà rất kém may mắn các bạn bắt đầu đầu tư giờ Bitcoin đó khi mà nghe bạn bè giới thiệu và các bạn đầu tư đó ngay cái ngày mà Bitcoin đạt cái đỉnh cái đây hai năm luôn có nghĩa là ngày 10 tháng 11 năm 2021 khi mà Bitcoin đạt được cái mức 69.000 đô các bạn có biết là cho dù các bạn trung bình giá bắt đầu từ ngày đó Thì cho đến ngày hôm nay đó, các bạn có biết là kết quả là sao không? Chúng ta nhìn thấy trên bàn hình đó, đây là trung bình giá à, mỗi một tuần à, Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 cho đến ngày hôm nay Thì các bạn sẽ thấy được là kết quả các bạn đang lỗ là 1.7% mà thôi các bạn Các bạn bắt đầu trung bình giá từ cái mức là 69.000 đô các bạn Trung bình giá ngay lúc đó giá cả đi xuống liên tục cái năm qua cho đến bây giờ đó mà các bạn gần như là huề vốn thì các bạn thấy được là chiến lược trung bình giá này dài hạn đã có kết quả ra sao rồi và chúng ta cũng đã cùng nhau tạo một cái account demo account demo này đó đã có từ tháng tư của năm ngoái các bạn lúc mà giá của bitcoin đó là 46.000 đô và giá của Ethereum đó, lúc đó là ngày 4 tháng 4 đó là 3.500 đô thì mỗi tuần đó chúng ta đã cùng nhau chung bình giá 100 đô vào đa màu này thì ngay bây giờ chúng ta vẫn đang có lãi là hơn 5% các bạn mặc dù giá bây giờ so với giá chúng ta bắt đầu đó đã cách xa rất là nhiều rồi 25.900 đô so với là chúng ta bắt đầu là tới 46.000 đô nhưng mà chúng ta vẫn đang có lãi hiện tại và mỗi tuần đó, chúng ta cùng nhau trung bình giá 100 đô thì tuần này cũng hoài lời các bạn mỗi chủ nhật chúng ta cùng nhau chung bình giá Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu chung mình giá trên Bitcoin đi Thì các bạn hiểu là mức chung mình giá Bitcoin chúng ta mua là 23.691 đô Thì 100 đô bây giờ ở mức này đây chúng ta chỉ có thể mua được 0.00385 Bitcoin mà thôi Thôi bấm nút submit thì coi như chúng ta cũng đã thành công chung bình giá xong cho tuần này các bạn chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự liên quan tới Ethereum thì Ethereum đó chúng ta có mức chung bình giá là 1617 đô thì chúng ta bây giờ hãy cùng nhau chung bình giá cho Ether tuần này thì các bạn thấy được là Ethereum đã bây giờ 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.061 Ether mà thôi thôi sẽ bấm submit thì coi như ta cũng đã chung bình giá xong cho Ether các bạn và tuần sau thùng sẽ trở lại với các bạn để mà tiếp tục xem kết quả trung bình giá cho Demo này Và thùng cũng đã chia sẻ một cái danh mục đầu tư với các bạn ở trên những mạng xã hội Thì mỗi hai tuần đó Thuận sẽ chia sẻ một này một lần à, Và các bạn thấy được là tính cho đến ngày hôm qua đó thì cũng không gì là quá thay đổi nhiều Chúng ta nhìn thấy được là BTC đó vẫn là cái phần trăm lớn nhất các bạn đã thấy được cái lòng tin trong thùng giữa Bitcoin thì vẫn không thay đổi chiếm 67% tỷ lệ là Bitcoin Ethereum nữa là 22.6% cũng không có thay đổi nhiều so với trước đó các bạn BNB là khoảng 5% Cardano đó là gần 2% XRP là 1.5% Matic thì 0.31% Doge 0.58% Solana 0.4 và một số những đồng nhỏ khác nữa thì không tới 1% cho bạn. Nói chung thì chúng ta cũng đang nhìn thấy được là cái phần trăm đầu tư crypto cũng không có thay đổi nhiều so với lại cái tuần trước đó và nói về tổng doanh một đầu tư đó thì các bạn sẽ thấy được là vốn hóa của thường bây giờ phân bổ crypto vẫn là phần lớn nhất các bạn 54.5% à cổ phiếu là 4.6%, bất động sản là khoảng 32.68% tại bất động sản gần đây cũng tăng rất là nhiều các bạn. Và tiền mặt nữa thì 8.21% Nói chung thì cái phần trăm tiền mặt của Thuần cũng không thay đổi nhiều Ở mức là hơn 8% mà Thuần vẫn đang muốn tiếp tục duy trì cái phần tiền mặt này nó cao một chút các bạn à, Crypto đó thì cái phần này đối Thuần cũng đã tạm ổn rồi à, Cổ phiếu đó thì Thuần vẫn muốn tăng lên nhưng mà vẫn chưa có cơ hội Chỉ là gần đây đó bất động sản đã có một cái sự tăng trưởng nhiều ở Hoa Kỳ Như thường hay chia sẻ với các bạn Thì nói chung đó các bạn đã thấy là cái danh mục đầu tư mà tuần rồi đó thì chủ yếu ta tiếp tục đầu tư Ethereum và XRP à, Lý do tại sao mà Thuần lựa chọn chung mình giá Ethereum và XRP là tại vì ngay thời điểm hiện tại đã thường cảm thấy là cái số lượng bitcoin thường có cũng đã tạm ổn rồi trong tổng danh mục đầu tư cho nên thường sẽ chú tâm nữa tích lũy thêm về ethereum và xrp những đồng khác cũng coi như tạm ổn các bạn chứ không có chung mình giá thêm những đồng còn lại và đây là cái update mỗi một hai tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư của thuận à, một phần đó là tại vì thuận muốn chia sẻ quá trình đầu tư à, đây là cái tiêu chí của kênh à, chứ nếu như mà thuận không chia sẻ đó một ngày nào đó thuận lại nói là ồ bây giờ thuận chốt lời thì các bạn hỏi là thuận mua hồi nào vậy hay là khi thuận chốt lời các bạn cũng có thể biết được là thuận chốt lời ở những cái khoản nào chỉ là thông tin để các bạn tham thảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và Thuần chia sẻ để các bạn nắm bắt thêm một số thông tin à, lúc mà Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày đó thì ít ra các bạn cũng biết được là Thuận đang lưu trữ những đồng nào nhưng mà đối với Thuận đó thì có một số những những quy định à, Thuận luôn tuân theo à, và Thuận chia sẻ với các bạn như một lời nhắc nhở mà thôi các bạn có thể là theo những quy định này hay là không theo cái đó là tùy theo mỗi bạn nhưng mà đối với Thuận đó thì đừng tin ai hết các bạn tin bản thân của mình mà thôi à, Các bạn đã thấy những cái dẫn chứng trong thị trường này đó Người ta nói một đường Mà người ta làm một cách khác à, Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều rồi Đừng tin những gì họ nói, chỉ tin những gì họ làm mà thôi Và có nhiều người sẽ có nhiều lời thuyên Trong thị trường crypto này các bạn à, Nhưng mà các bạn nên biết là Ngay cả những người mà họ thật sự là muốn giúp đỡ các bạn Đừng nói tới là họ muốn hại các bạn Những người mà thật sự họ muốn giúp đỡ các bạn Thì chưa hẳn là những lời khuyên của họ Các bạn nên nghe theo Tại vì có thể là họ cũng đang phạm sai lầm Thứ nhì nữa là tự tìm hiểu Đừng lười biến các bạn Google miễn phí Các bạn chỉ cần lên Google Và bây giờ đã có hàng loạt những thông tin liên quan đến crypto luôn Không giống như là lúc mà Thuận uh, bắt đầu năm 2016 2017 các bạn Lúc đó rất là ít những cái tài liệu Đừng nói tới được tiếng Việt, tiếng Anh uh, Rất ít luôn nói về crypto Bây giờ thường cảm thấy là tiếng Việt, tiếng Anh gì Đầy thông tin luôn Đến nỗi mà các bạn chỉ cần Google là có Cho nên đừng lười biến các bạn tự tìm hiểu Các bạn muốn hiểu về ví nào Muốn hiểu về đồng nào, muốn hiểu về giao thức gì đó Thì Google là biết tự giữ crypto lý do này Thuận nghĩ là không cần phải nói nhiều nữa <laughs> tự giữ crypto là điều mà thuận truyền đạt bao nhiêu năm qua các bạn và nhất là sau những sự kiện của năm ngoái nhớ chúc lời cái bạn mà không chúc lời đó người khác sẽ chúc lời giùm các bạn phân bổ vốn không vay mượn đầu tư đã căng thẳng rồi cái bạn vay mượn đầu tư đó thì là càng căng thẳng thêm và các bạn sẽ dễ dàng đưa ra nhiều quyết định sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn là tiêu chỉ của kênh bao nhiêu năm qua còn một số những thông tin nữa để thuận lướt qua, tại vì nó không không phải là mang tính chất quá quan trọng các bạn. thì uh, Washington Journal đó họ đã đăng một đoạn trích từ cái cuốn tiểu sử của Elon Musk sắp ra mắt bởi Walter Isaacson, có nghĩa là Elon Musk sẽ đồng ý để người này đó Walter Isaacson viết một cái cuốn tiểu sử về mình à, và cuốn tiểu sử đó theo thường nhớ là khoảng chừng 2 tuần nữa mới ra mắt. nhưng mà Washington Journal đó tạp chí này cũng đã có thầy đọc trước và họ đã trích một đoạn và trong đó có rất là nhiều thông tin nhưng mà có một phần nói về Twitter và cũng đề cập đến là Elon Musk đã âm thầm tài trợ cho các nhà phát triển DoS các bạn. Ngoài ra đó khi mà mua lại Twitter thì trước đó, đó Elon Musk đã lên kế hoạch tạo một nền tảng mạng xã hội mới dựa trên blockchain và bao gồm một hệ thống thanh toán thì nghĩa là trước khi mà thu mua lại Twitter đó, thì Elon Musk cũng đã tiến tới cái bước là muốn có một cái ứng dụng vừa là mạng xã hội vừa có thể thanh toán và sử dụng blockchain và crypto thì mọi thứ đều diễn ra theo cái xu hướng của Elon Musk mặc dù là nó thay đổi một chút là bây giờ đã đã mua lại Twitter nhưng mà cũng dùng cái đó để mà làm cái nền tảng nó phát triển kế tiếp cái mà thu muốn chia sẻ ở đây đó là Elon Musk cũng đã nghĩ đến là đi cái bước này trước khi mà có thông tin liên quan tới Twitter còn về tài trợ đốt thì cũng không phải là cái gì Thuần cảm thấy là nó quá bất ngờ đâu Thuần nhớ là trước đây đã có một số những cái thông tin phong phanh đâu đó Nói là Elon Musk là người đứng hơn lưng để mà tài trợ những nhà phát triển đốt hiện tại Không có nghĩa là đốt được tạo ra Elon Musk các bạn đốt được tạo rất lâu rồi Chỉ là gần đây đó Elon Musk cũng chích một số tiền để mà phát triển đốt Và bây giờ ít ra trong cái bài viết này của Wall Street Journal cũng đã chứng thực thông tin kế tiếp là liên quan tới Ripple và SEC các bạn thì chi tiết hơn đó là các luật sư của Ripple họ đã gửi đơn tới tòa án New York để yêu cầu bác bỏ đề nghị kháng cáo của SEC vì trên căn bản đó SEC nói là SEC kháng cáo vì lý do là SEC nghĩ là Ripple không thể tiếp tục bán đồng XRP trên sàn các bạn đã biết là XRP đó thì đã được công nhận là không phải là chứng khoán bởi tòa án nhưng mà việc công ty Ripple bán XRP trên sàn thì tòa án nói là cho phép chỉ là không cho phép bán trực tiếp cho những nhà đầu tư mà thôi miễn là người ta mua không biết là người bán là ai thì không thành vấn đề tại vì khi mà biết người bán là ai đó thì người ta sẽ nghĩ là tiền này đưa cho công ty ripple để mà phát triển cho nên nó trở thành một hội đồng đầu tư thì SEC đó không có chấp nhận và nói là bây giờ ra công ty Ripple không thể tiếp tục bán đồng XRP trên sàn cho dù là người mua không biết ai bán à, nhưng mà cái luật sư của công ty Ripple nó nói là không phải đâu trên căn bản đó thì SEC kháng cáo tại vì SEC không hài lòng với quyết định XRP không phải là chứng khoán không liên quan gì đến Ripple bán cho các tổ chức đầu tư hay các nhà đầu tư thông thường trên sàn đây là lý do tại sao mà họ kháng cáo cho nên nên bác bỏ không nên tốn thêm thời gian về cái việc kháng cáo này đương nhiên nếu như mà muốn kháng cáo đó thì SEC phải được sự chấp nhận của hai người thứ nhất là thẩm phán Torres thứ hai nữa đó, là tòa phúc thẩm và bây giờ đã thẩm phán Torres đã đồng ý để cho SEC kháng cáo nhưng mà tòa phúc thẩm có cho hay không thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thông tin kế tiếp là liên quan tới Robinhood và FTX các bạn chúng ta đã nhớ là Sam bankman đã thông qua một công ty của riêng mình có tên là Merchant Fidelity Technology Công ty này đó là cùng với lại Gary Wang Đó chính là một co-founder trước đây của FTX Và họ đã sở hữu thương nhớ là 6-7% gì cổ phần của công ty Robinhood Thì bây giờ công ty Robinhood nói là họ sẽ bỏ ra 605 triệu đô la để mà mua lại 55 triệu cổ phần này Từ Sam Bankman Free Thì số tiền này đó ít ra cũng có thể dùng để mà trả cho những cái chủ nợ hiện tại Thì sau khi mà thu mua lại rồi đó thì sẽ không có bất cứ một cái quan hệ gì với lại ftx nữa à, và đối với ftx thì cái sự lo lắng bây giờ vẫn là tòa án có cho phép cái đề nghị là bán token của FTX hay không. Hầu như là cái xu hướng có sàn FTX 3.0 đã hủy bỏ rồi các bạn. Tuy là không nghe thông tin chính thức nhưng mà rất rõ ràng là bây giờ đã chúng ta có à, những cái thông tin như là xin phép tòa án bán khoảng chừng là 1 cho đến 200 triệu đô la token mỗi tuần à, và bán tổng cộng là 3 tỷ đô la crypto à, và sau khi bán rồi số tiền này sẽ dùng để mà trả nợ cho những cái chủ nợ. À, thì con số này đã khiến nhiều người cũng lo lắng các bạn 3 tỷ tư Kroken không phải là số lớn mà bán 1-200 triệu mỗi tuần Thì một con số rất là lớn luôn Nhưng mà theo đơn đó thì họ sẽ sử dụng thôi nhớ là sàn Kraken Hay là sàn gì đó thường cũng quên rồi Họ sẽ hợp tác với sàn đó hay là sàn Gemini Thì họ sẽ thông qua sàn đó để mà bán OTC Để không ảnh hưởng đến giá của thị trường Tại vì họ cũng không muốn giá xuống Đây là số tiền dùng để mà bồi thường các bạn đương nhiên là họ muốn bán với giá cao nhất có thể Thì cũng sẽ không có phải bán thông qua sàn được đâu à, đây là cái tin tức chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tới bây giờ thì vẫn chưa có được thông qua chúng ta cũng có một cái thông tin mà đáng lý đâu cũng không có nên quan tâm nhiều các bạn nhưng mà không biết tại sao nó mỗi lần mà về lịch di chuyển tiền để mà bán thì mọi người lại rất quan tâm tại vì và là co-founder của Ethereum thì chúng ta gần đây cũng vừa nói tới là và Thalic di chuyển thương nhớ là một triệu sáu đô la Ethereum gì đó khiến cho ai cũng xung sao các bạn một triệu sáu thì không thấm vô đầu đâu nghĩa là khi mà bán trên thị trường cũng không ảnh hưởng và bà Thalic thì cũng đã gần đây bán 500.000 đô la MakerDAO token À, và mọi người cũng xung sao lên các bạn 500 ngàn đô thì cũng không phải là con số lớn liên quan đến cái volume giao dịch đâu Nhưng mà tại vì đây là và thay lệch cho nên ai cũng quan tâm đến Và ở trên Facebook đó, thì uh, Watcher.guru uh, vừa chia sẻ là đang có một cái sự lừa đảo đó Ở trên Facebook đó, thì không biết tại sao mà Facebook lại cho mua những cái quảng cáo như thế này các bạn Đây là quảng cáo liên quan đến X-Token Rất rõ ràng là không có X-Token nào hết Elon Musk đã nói là x sẽ không có token đương nhiên cái token này đó là không phải là token chính thống các bạn chỉ là một cái sự lừa đảo mà thôi Tôi muốn chia sẻ để cho uh, các bạn có một cái sự đề phòng và sàn OKX họ nói là họ đang mướn người để mà uh, tiếp tục phát triển Web3 và nhất là họ sẽ đi sâu hơn vào Ấn Độ họ sẽ bắt đầu mở rộng ra để mà phục vụ người Ấn Độ và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Như bên nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance Và một số nhiều khác cho các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn